Hello, em chào tất cả các bác. Em vừa cập bến một chiếc đồng hồ treo tường, thương hiệu là Seiko Gia Bang. Bộ kim hoa văn cực kỳ đẹp nha các bác. Made in Gia Bang, nằm dưới đây. Ngay chỗ này nha. Chỗ này nè. Vỏ này vỏ gỗ. Chiều ngang của chiếc này là tới 40 cm nha các bác. Còn chiều cao lên là 36. Sử dụng một pin tiểu 2A, mặt này mặt kính, viền là kim loại màu vàng. Chiếc này rất đẹp nha các bác. Những cái chiếc to như thế này thì ít có nha. Đây, gỗ dày vân tự nhiên. Rồi bác nào yêu thích chiếc này thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918120267. Và đây cũng là số Zalo của em, các bác kết bạn Zalo giúp em nhé. Để cần hình ảnh hoặc video em gửi thêm cho các bác tham khảo nhé. Em kết thúc video, chào các bác.